tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Khoảng 11 giờ trưa ngày mùng 5 tháng 4, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các lực lượng chức năng và công an thành phố Đồng Xoài, công an các huyện Đồng Phú, Phú Riềng truy bắt nhóm đối tượng liên quan đến vụ án ma túy tại khu vực xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú. Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ một đối tượng và thu giữ một số vật chứng có liên quan để điều tra. Riêng đối tượng Lê Minh Công, sinh năm 2000, quê quán xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, thường trú thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước là người có liên quan, lợi dụng khu vực hiện trường có địa hình cây cối rậm rạp đã lẩn trốn. Hiện công an tỉnh Bình Phước đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ tổ chức bao vây truy tìm đối tượng Lê Minh Công. Công an tỉnh Bình Phước kêu gọi đối tượng nhanh chóng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Đề nghị thân nhân đối tượng Lê Minh Công vận động và đưa đối tượng ra trình diện sớm để làm việc. Mọi người dân, nếu ai phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng Lê Minh Công thì cung cấp cho cơ quan công an tỉnh qua số điện thoại 0918 446 911 gặp đồng chí Hòa. Thông tin của người cung cấp sẽ được bảo mật và có phần thưởng cho những thông tin có giá trị bắt giữ được đối tượng. Mọi hành vi che giấu hoặc không tố giác đối tượng Lê Minh Công của cá nhân, tổ chức đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Ngày 5 tháng 4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt đối tượng Đinh Yô, thường gọi là Đinh Ayo, 35 tuổi, trú làng Prư, xã Chơ Gò Long, huyện Công Chơ Rô, Gia Lai, để điều tra về hành vi cưỡng bức sát hại người. Thông tin ban đầu khoảng 15 giờ ngày 20 tháng 3, sau khi nhậu, Đinh Yô đi bộ đến khu vực rẫy mì thuộc thôn Năm, xã Bờ Tó, huyện Iapa, e Gia Lai. Thấy chị DA 46 tuổi đang đứng tại trò rẫy, ô nhặt cái thớt gỗ tác động mạnh vào đầu, đe dọa cưỡng bức nạn nhân. Vì quá sợ hãi, chị DA chạy ra khỏi trò rẫy là lớn. Tuy nhiên, địa điểm mà nạn nhân bị tấn công cách xa khu vực dân cư, vắng người qua lại nên không ai biết để ứng cứu. Thấy vậy, Đinh Yô đuổi theo dùng thớt ra tay tắn nhiều cái vào đầu, dùng dây thần tác động vào cổ làm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường, lẫn trốn tại nhiều huyện, thị trên địa bàn tỉnh nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với một số đơn vị công an địa phương tích cực điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng gây án. Bằng việc triển khai đồng bộ quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đến 12 giờ ngày 3 tháng 4, lực lượng công an đã bắt giữ Đinh Y khi đang lẫn trốn tại khu vực ngã ba cây xoài thuộc phường Cheo Reo, thị xã Ajunpa, tỉnh Gia Lai. Với thành tích xuất sắc trong việc phá chuyên án chiều 4 tháng 4, lãnh đạo công an tỉnh đã thưởng nóng cho phòng cảnh sát hình sự, phòng kỹ thuật hình sự, công an huyện Iapa, công an huyện Krong Chiro số tiền 10 triệu đồng. Vụ án do đối tượng Đinh Io gây ra xảy ra tại trò rẫy xa khu dân cư vắng người qua lại đã gây lo sợ trong quần chúng nhân dân trên địa bàn xã Bờ Tó, huyện Ia Bởi vậy, đại tá Dương Văn Long, phó giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị tích cực điều tra truy xét, đã bắt giữ được đối tượng. Điều này đã trấn an tinh thần của người dân trên địa bàn. Mới đây, thượng tá Trần Thanh Tâm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên cho hay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Tường về tội sát hại người. Tường chính là người đã dùng xăng đốt mẹ ruột. Theo điều tra, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3, sau khi đi nhậu cùng với bạn, Tường trở về ngôi nhà ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, thì xảy ra cãi nhau với mẹ ruột là bà Lê Thị Hằng, 57 tuổi, sau đó, Tường đi bộ đến nhà của một người dân ở cùng thôn để mua 1,5 lít xăng đựng trong 3 chai thủy tinh để đổ vào xe máy. Sau khi mua xăng trở về nhà, trong lúc đang đổ xăng vào xe, Tường và bà Hằng tiếp tục cãi nhau. Lúc này đối tượng tức giận, cầm chai xăng tạt vào người mẹ. Bà Hằng bỏ chạy thì bị Tường đuổi theo, cầm chai xăng tiếp tục tạt vào người rồi kéo về lại cổng nhà, rồi lấy bật lửa đốt làm mẹ ruột cháy và bỏng nặng. Bà Hằng sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên kết luận tỷ lệ thương tích của bà Hằng là 42%, bỏng nhiệt ở vùng ngực, bụng, lưng, mặt, cổ. Trong khi đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt gia đình. Sau khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu, hiện bà Hằng đã được người thân chuyển tiếp vào Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Trao đổi với phóng viên bà Đỗ Thị Hường, trưởng thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa cho biết, Do gia cảnh bà Hằng rất khó khăn nên sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền và người dân địa phương đã vận động quyên góp hơn 40 triệu đồng để hỗ trợ cho nạn nhân điều trị thương tích. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ. Mới đây, theo nguồn tin cho biết, công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác thêm một cán bộ điều tra để làm rõ việc anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú thành phố Biên Hòa Đồng Nai tử vong sau khi làm việc với công an huyện Long Thành theo giấy triệu tập. Cụ thể, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra đình chỉ công tác đối với cán bộ điều tra Lưu Quang Trung, cán bộ thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Long Thành. Hiện cán bộ Lưu Quang Trung được điều chuyển công tác về phòng cảnh sát cơ động PK02, Công an tỉnh Đồng Nai. Liên quan đến sự việc này, trước đó Công an tỉnh Đồng Nai đình chỉ công tác đối với đại úy Thái Thanh Thương, cán bộ điều tra, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Long Thành. Đại úy Thương là người ký giấy triệu tập anh Vũ Minh Đức. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai để làm rõ vụ việc anh Vũ Minh Đức tử vong. Chiều cùng ngày, gia đình nạn nhân Đức cho biết, từ khi xảy ra sự việc đến nay, công an tỉnh Đồng Nai cũng chưa làm việc với gia đình. Hiện gia đình cũng đã tiếp tục gửi đơn lên cơ quan có chức năng để làm rõ vụ việc. Như đã đưa tin liên quan đến vụ việc trên theo giấy báo tử của bệnh viện trợ rẫy Nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não, sau ngưng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm đùi phải trái. Trước đó, ngày 22 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Thành đã triệu tập anh Đức đến trụ sở làm việc vì có liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng. Anh Đức cùng một người bạn đến làm việc với cán bộ điều tra. Đầu giờ chiều cùng ngày, anh Đức ngất xỉu nên được các cán bộ công an đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó anh Đức được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy để điều trị. Theo gia đình nạn nhân, chiều cùng ngày, gia đình mới nhận được thông tin về việc anh Đức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến khuya 22 tháng 3, anh Đức được bệnh viện trợ rẫy thông báo tử vong. Đến ngày 23 tháng 3, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định trưng cầu viện pháp y quốc gia giám định nguyên nhân chết của anh Đức. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng nay ngày 5 tháng 4, hàng chục học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở Nha Trang Khánh Hòa có biểu hiện mệt mỏi, nôn ói phải đưa vào bệnh viện thăm khám điều trị. Cụ thể khi chuẩn bị vào tiết học đầu tiên, nhiều học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang có dấu hiệu mệt mỏi, nôn ói. Sau đó giáo viên báo cáo sự việc cho lãnh đạo nhà trường, liên hệ xe cấp cứu đưa hàng loạt em cùng triệu chứng nói trên đến bệnh viện. Hiện tại, 12 học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường đã được đưa tới bệnh viện. Trong đó, một nữ sinh lớp 5 được xác định tử vong chưa rõ nguyên nhân. Trường hợp tử vong là nữ sinh DNBT. Sáng nay, em T đang trong tiết học thì có triệu chứng mệt mỏi. Ngay sau đó, giáo viên nhà trường gọi xe cấp cứu đưa em T đi bệnh viện. Tuy nhiên, em T tử vong trên đường đi. Sau khi em T tử vong, mạng xã hội lan truyền thông tin nữ sinh tử vong do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà. Đến hơn 10 giờ sáng nay, rất nhiều phụ huynh khi nghe tin đã đến cổng trường tiểu học Vĩnh Trường để đón con. Cùng thời điểm trên, có hàng chục học sinh trường trung học cơ sở Trần Hương Đạo cũng đã có triệu chứng tương tự, được chuyển vào bệnh viện tâm trí. Nguồn tin chia sẻ với phóng viên cho biết rằng, hai điểm trường này đều nằm trên một tuyến đường ở phường Vĩnh Trường. Trường tiểu học Vĩnh Trường tổ chức nấu bán chú, song các em chưa dùng bữa sáng, còn trường trung học cơ sở không thực hiện bán chú. Sáng nay, các học sinh có dùng thức ăn với thực đơn gồm cơm gà xé, bánh mì gà xé và các món ăn khác của các hộ kinh doanh bên ngoài trường bán trên vỉa hè. Thời điểm học sinh xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, mệt mỏi là khi chuẩn bị vào tiết học đầu tiên. Sau sự việc, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Nha Trang đã tới hai trường trên cùng bệnh viện để làm việc, tìm hiểu nguyên nhân. Đồng thời công an cũng vào cuộc làm việc với những người liên quan, các cơ sở bán thức ăn để điều tra. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Y tế chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang điều tra xác minh nguyên nhân khiến học sinh lớp 5 tử vong để làm rõ thông tin. Công an thành phố Nha Trang, dân quân địa phương cũng có mặt để bảo đảm an ninh trật tự. Công an đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Trường cùng các đơn vị liên quan xác minh lấy lời khai ban đầu một số cơ sở thức ăn nhanh tại phường. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Trong vòng một tháng trở lại đây, thành phố Nha Trang xảy ra hai vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơm gà. Hơn 360 người phải nhập viện. Mới đây, 10 học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi nhập viện sau khi ăn cơm gà bán trước cổng trường.